Giờ cương con sao bay xa bầy, xưa khói buồn để lại lòng con sao sang sông, sao đã xô lòng bay về Hà Tiên, con sao bay theo thuyền bay về gia đình, còn sao bay hoa đời tôi. Cầu hạ gần ngang tiếng tơ giao rằng rơi lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần để một đời xa nhau sống. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng các lợn sông hồi. Còn gì biển dầu đã bao đôi giờ, về phương Nam ngắm sông ngọc ngồi thương đời lục đình trông. Wow! Vào xuân rừng thay lá mới, lá đỏ rơi đầy phố lối quân đi. Giữa bụi hành quấn dừng chẳng anh viết dòi, gửi về em nơi ấy xa xôi. Anh gửi về em từ nơi xa xôi miền tổ quốc, đang bụi hành quân dần trăng anh ăn nót con chim mừng xuân vui hót cành. Ở đây rừng vào xuân rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn và rừng buông sương trắng, với chim chim ngàn đực sáng buổi bình minh. Thương em nhiều áo dài mong manh, ruộng xóm đồng chứa nắng bao tầng, nuôi con tay chồng đánh giặc miền xa, đặt bám đôi chân bàn tay em râm nắng. Đập ấm tim chân kỷ niệm xuống lạnh lùng, anh dần hành quân dối với núi rừng. Đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nặng quần áo rách giá đôi giày tùy con gái, chưa nói cùng ai một lời ân ái. Giật đến lên đường súng ai cầm tay. Ôi, hát hai câu thôi các bạn ơi. Rồi đoàn tiếp tục đi qua cái cầu Trần Thị Lý nữa nè, bên kia là cầu Rồng. Đó qua sông Hàn đó, hôm qua này đi đi qua đi lại á. Rồi chút nữa vô phi trường các anh chị kiểm tra hành lý ha,
tránh bỏ quên trên xe, có ai để đồ trên kệ rồi đó. Mấy cái lĩnh kỉnh đó mình nên đi gom gọn lại một túi. Rồi cũng chia làm hai, cái nào ký gửi, cái nào sách tay mình để riêng ra. Chuyến bay mình là đúng 16 giờ cất cánh, và thời gian bay đến Sài Gòn là theo thông tin trên vé máy bay ghi là 1 tiếng 25 phút. Từ Đà Nẵng đi Sài Gòn là 900 cây số. Rồi, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Chúc đầu mình đi vui vẻ và năm sau cũng vui vẻ như vậy à. Cái này cho dài lon nữa hát hay hơn nữa. Có cái lon đó, bỏ cốc cốc rồi là được. Đã chở chữ Thanh ơi. Có chữ hát mới được. Từ từ. Cùng mắt bóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Thương em bên ấy mưa nhiều, con đường là gánh gạo một rừng. Lạc ra bài anh ơi. Đi nghe. Bà chị Hằng Ma hát bài Duyên Phận nha. Hằng Nga cũng giống em, hát karaoke hát mới được. Tới rồi. Thấy mình hẹn lại năm sau đi. Bây giờ hoặc là về Sài Gòn hát karaoke đi. Bây giờ tới sân bay rồi, mình chuẩn bị xuống hành lý. Một lần nữa các chị kiểm tra hành lý trên xe, mấy cái túi quà, đồ đạc coi chừng bỏ quên trên kệ, chỗ ghế ngồi, điện thoại, bóp đầm giấy tờ nha. Cảm ơn ca sĩ Ngọc Thi. Cảm ơn ca sĩ Ngọc Thi ạ. Hay hả? Thị trường Đà Nẵng bây giờ xây mới hiện đại anh chị ha, rất là đẹp. Đây cũng là phi trường sẽ đón chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tháng 11 Donald Trump viếng thăm đó, lễ đón minh tiếp là ở đây nè. Đây khu Bạc Kiên. Rồi các chị kiểm tra hành lý nha, đừng để quê về trên xe. Cảm ơn bác Tài nhiều nha, một tràng pháo tay các anh chị. Ok, cảm ơn anh. Có thể xế. Ok. Rồi, đi đoàn nè. Lấy hành lý xong cái gì? Để lên vỏ không? Để ngang qua. Ok.
qua nhé. Muốn đẩy giùm ba thôi. Con để cái ba lô con lên cho nó nhẹ. À, của chú kia. Đi con. Đây, bên ngoài sân bay Đà Nẵng là gì? Đi vào trong khu vực check-in nè. Bên đây Vietnam Airlines. Vietnam Airlines bên đây. Anh Hồng ơi. Vietnam Airlines. Qua qua cổng cổng mình bên đây. VVN 129 á. Đi đi bên đây, bên đây nè. VN 129 Hồ Chí Minh City là quý vị. Okay. Rồi, thank you, see you nha.